Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát trên đài IBC TV bằng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Và chương trình tin tức buổi 6 giờ chiều ngày hôm nay được phụ trách bởi xứ ngôn viên Ngô Cát Linh và Vũ Quang Vinh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Các nước Bắc Âu chuẩn bị vào NATO, ông Putin dường như bớt giọng hăm dọa. McDonald's rút khỏi Nga sau 3 thập niên hoạt động. Hơn 600 người bị Hoa Kỳ bắt nhập cảnh vì liên quan đến nhóm tội Kinahan. Nổ súng nhiều địa điểm ở North Carolina, 7 người bị thương. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của xứ ngôn viên Ngô Cát Linh. Các nước Bắc Âu chuẩn bị vào NATO, ông Putin dường như bớt giọng hăm dọa. Ông Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 5 dường như xuống thang trong những phản đối của Nga về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, nói rằng Moscow không có vấn đề gì về việc hai nước này gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu, mà họ đang nhắm tới để phản ứng lại cuộc xâm lược của ông tại Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nói với Moscow sẽ hành động nếu NATO điều động thêm binh lính hoặc khí tài đến lãnh thổ của các thành viên mới, những bước mà Phần Lan và Thụy Điển đều đã loại trừ. Ông nói rằng bản thân sự mở rộng của NATO không phải là một mối đe dọa. Ông Putin nói, về phương diện mở rộng, bao gồm cả các thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển, Nga không có vấn đề gì với các quốc gia này. Không hề. Nói vậy nghĩa là không có mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga từ việc mở rộng bao gồm các quốc gia này. Bình luận này dường như đánh dấu một sự đảo ngược lớn trong chính sách của Nga. Trong nhiều thập niên, Moscow xem việc NATO mở rộng bao gồm các thành viên mới là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga, gồm cả việc viện lý do này để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine. McDonald's rút khỏi Nga sau 3 thập niên hoạt động. McDonald's vào hôm thứ Hai cho biết đã rao bán toàn bộ hệ thống kinh doanh tại Nga, gồm có 850 nhà hàng và 62.000 nhân viên, trở thành công ty thương mại Tây phương lớn nhất và mới nhất rời Nga kể từ sau cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào hồi tháng 2. McDonald's cho biết không thể tiếp tục hoạt động tại Nga vì Moscow xâm lược Ukraine, gây cuộc khủng hoảng nhân đạo không phù hợp với các giá trị lâu đời của McDonald's. Công ty đặt tổng hành dinh tại Chicago vào đầu tháng 3 thông báo việc tạm thời đóng cửa các cửa hàng ở Nga, nhưng sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên. Hôm thứ Hai, McDonald's cho biết sẽ tìm cách để một người Nga tiếp tục thuê công nhân làm việc cho đến khi việc kết thúc việc chuyển nhượng. Cửa hàng McDonald's đầu tiên khai trương ở Moscow hơn 3 thập niên qua, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, được coi là biểu tượng của chính sách xoa dịu sự căng thẳng thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, cũng là nhà hàng thức ăn nhanh đầu tiên của Hoa Kỳ mở tại Liên Xô ngay sau khi bị sụp đổ năm 1991. McDonald's quyết định rút khỏi Nga sau Coca-Cola, Pepsi và Starbucks vì lệnh trừng phạt của phương Tây. McDonald's có hơn 39.000 cửa hàng tại hơn 100 quốc gia khắp toàn cầu, khẳng định rằng việc rút khỏi Moscow không ảnh hưởng đến lợi nhuận, vì năm nay có thêm 1.300 nhà hàng, đóng góp khoảng 1,5% doanh số bán hàng của công ty. Hơn 600 người bị Hoa Kỳ bắt nhập cảnh vì liên quan đến nhóm tội phạm Kinahan. Tại cuộc họp báo ở Washington DC, Phụ tá Ủy viên An ninh John O'Driscoll cho hay hơn 600 hành khách bị bác đơn xin nhập cảnh Hoa Kỳ vì liên quan đến nhóm tội phạm Kinahan. Theo O'Driscoll, thì lệnh cấm nhập cảnh này là kết quả của lệnh trừng phạt tại các công ty thể thao, đặc biệt là môn quyền Anh được công bố hồi tháng rồi, vì liên quan đến Kinahan, nhóm tội phạm có tổ chức ở Ireland. Cảnh sát đã bắt tổng cộng 70 người liên quan đến nhóm này, đặt dưới sự chỉ huy của Daniel Joseph Kinahan, sinh năm 1977, trùm băng đảng nổi tiếng người Ireland và quảng bá môn quyền Anh từ Dublin. Kinahan bị coi là nhóm tội phạm buôn lậu ma túy và súng tại Ireland, Anh, châu Âu và hoạt động tại châu Á, Trung Đông và Nam Mỹ, liên quan đến 18 vụ giết người trên đường phố. Dublin kể từ tháng 9 năm 2015. Kinahan bị bắt tại Tây Ban Nha năm 2010, bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách khủng bố buôn lậu ma túy, bị cấm nhập cảnh cùng với 27 cộng sự. Nổ súng nhiều địa điểm ở North Carolina, 7 người bị thương. Cảnh sát Winston-Salem, North Carolina đang điều tra hàng loạt vụ nổ súng xảy ra đêm Chủ nhật, dường như có liên quan với nhau làm tổng cộng 7 người bị thương. Sáng ngày thứ Hai, Sở Cảnh sát Winston-Salem cho biết có tất cả 7 người bị thương trong hàng loạt vụ nổ súng, bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nói đây là hành động bạo lực có dự tính. Trong vụ nổ súng xảy ra tại đường Bethlehem khoảng 7:50 tối Chủ nhật, cảnh sát Winston-Salem tìm thấy hơn 50 vỏ đạn, các loại vũ khí cỡ nòng khác nhau. Tại đây có 2 nạn nhân bị bắn trúng đầu và mặt, đã được chở đến bệnh viện cấp cứu với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ nổ súng xảy ra tại địa điểm gần nhà thờ Baptist Springs of Peace làm 4 người trong độ tuổi từ 21 đến 31 bị thương nhẹ, được đưa đến bệnh viện điều trị. Nạn nhân thứ 7, 24 tuổi bị bắn tại đường số 25. Các viên chức y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ chớ hoảng loạn vì sự lan tràn dịch bệnh viêm gan siêu vi. Các giới chức y tế ở địa phương vừa lên tiếng khuyến cáo các bậc cha mẹ săn sóc cẩn thận con em, nhưng không nên hoảng sợ vì sự lan tràn số ca nhiễm virus gây bệnh viêm gan. Theo canalnews.org, thì bệnh viêm gan xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ nguyên nhân nhiễm virus, ngộ độc thuốc men, nhiễm chất độc. Ngoài lý do thường xuyên là virus gây bệnh viêm gan các loại từ A đến Y, đặc biệt là adenovirus, đang làm dịch bệnh lan tràn tại Anh có triệu chứng sốt, nôn mửa, tiêu chảy và ho. Số liệu thống kê cho thấy 70% người bị viêm gan bị nhiễm adenovirus, làm 90% phải vào bệnh viện cấp cứu và ít nhất 10% bệnh nhân cần ghép gan. Theo CDC đã ban hành thông cáo kêu gọi các bậc cha mẹ nên chú ý khi thấy trẻ bị sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, ăn không ngon, nước tiểu đậm, phân màu sáng, bị vàng, mắt và da. Cũng theo CDC thì các bậc phụ huynh không nên hoảng sợ, nên nhắc con em giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay hoặc che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Đến đây chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Ngô Cát Linh và Vũ Quang Vinh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc phương Tây sẽ không cho Nga đặt để hòa bình ở Ukraine, Ấn Độ cấm xuất cảng lúa mì đến các quốc gia Đông Nam Á, cũng như kẻ đổ súng ở nhà thờ Laguna Woods xuất phát từ lòng căm thù với người Đài Loan. Và những bản tin mới được cập nhật xin quý vị tiếp tục đón xem sau phần bảo trợ thương mại. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc hàng chục triệu cơ sở xây dựng ở Hoa Kỳ có nguy cơ làm mồi cho các đám cháy rừng. Gần 80 triệu bất động sản tọa lạc tại các khu dân cư và thương mại của Hoa Kỳ có nguy cơ bị ảnh hưởng vì các đám cháy rừng trong vòng 30 năm tới. Theo phúc trình của một công ty nghiên cứu phi lợi nhuận công bố vào hôm thứ Hai, thì các đám cháy rừng gây thiệt hại hàng chục tỷ Mỹ Kim trong những năm gần đây được dự đoán sẽ trở nên thường xuyên và dữ dội vì tác động của sự biến đổi khí hậu. First Street Foundation ước tính 1/5 ngôi nhà ở Hoa Kỳ có nguy cơ bị cháy rừng trong 30 năm tới, gây thiệt hại 8,8 ngàn tỷ Mỹ Kim. Bản phân tích của tổ chức này cũng ước đoán 1,5 triệu công trình xây dựng tại Hoa Kỳ như nhà cửa, bệnh viện, phi trường và cơ sở công quyền có nguy cơ bị thiêu rụi trong vòng 30 năm tới. Cũng theo The First Street Foundation, miền Tây có nguy cơ bị cháy rừng gây thiệt hại nặng nề nhất Hoa Kỳ. First Street Foundation tiên đoán các tiểu bang có số bất động sản nguy cơ cháy là California, Texas, Florida, Arizona và Oklahoma. Ít bị rủi ro nhất hiện nay trong mùa cháy rừng là New Mexico, tiếp theo là Wyoming và Arizona. Thủ tướng Đức, phương Tây sẽ không cho Nga đặt để hòa bình ở Ukraine. Phương Tây sẽ không đứng yên cho Nga đặt để một nền hòa bình cưỡng ép tại Ukraine, không để yên cho Nga tìm cách vẽ lại biên giới của Ukraine. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine Zelensky tuần trước tuyên bố Kiev sẽ không đổi chác lãnh thổ cho Nga để lấy hòa bình. Ông Zelensky nói với kênh truyền hình Rai của Ý rằng ông đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu cân nhắc việc này. Chính phủ Pháp phủ nhận đưa ra bất cứ đề nghị nào như vậy. Ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Đức nói những thay đổi biên giới láng váng như vậy sẽ không được phương Tây chấp nhận nếu Ukraine phản đối. Ông nói với kênh truyền hình RTL, chỉ có một lối thoát cho Nga và đó là đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Và điều đó không có nghĩa là một nền hòa bình đặc để, chiếm một chút lãnh thổ rồi bảo ký vào đây. Điều đó cũng sẽ không như trong trường hợp của Crimea, nơi chiến tranh kết thúc theo nghĩa là không còn nổ súng nữa, mà một đường biên giới mới được vạch ra rồi đợi mọi chuyện trở lại như bình thường. Ông nói thêm. Ấn Độ cấm xuất cảng lúa mì đến các quốc gia Đông Nam Á. Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm xuất cảng lúa mì đến các quốc gia Đông Nam Á, một ngày sau khi chính phủ New Delhi cử phái đoàn thương mại tới Maroc, Tunisia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Lebanon để tìm kiếm triển vọng tăng sản lượng lúa mì xuất cảng. Ấn Độ đặt mục tiêu xuất cảng 10 triệu tấn lúa mì vào năm 2022 và 2023, trong khi nhu cầu ngũ cốc toàn cầu đang tăng cao. Cơ quan phát triển hoạt động xuất cảng sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến của Ấn Độ ước tính đã xuất cảng kỷ lục 7 triệu tấn lúa mì trong giai đoạn 2021 và 2022, trị giá 2 tỷ Mỹ Kim, trong đó có khoảng 50% lúa mì được xuất cảng sang Bangladesh trong năm ngoái. Hà Nội ngừng tiếp nhận đơn xin chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Giới chức thẩm quyền Hà Nội vừa ra thông báo cho hay quyết định tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư để chống đầu cơ, tích trữ bất động sản. Thông tấn xã Việt Nam gần đây cho biết, tỉnh Tây Ninh đã nhận được một số lượng lớn đơn xin phân vùng đất nông nghiệp tại thị trấn Hòa Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu, Tân Châu và Dương Minh Châu. Theo các nguồn tin tại địa phương, một mẫu đất tại các khu vực này thường được thương lái và nhà đầu cơ mua với giá rẻ, sau đó chia thành nhiều lô nhỏ để bán lại với giá cao, kiếm lợi nhuận lên tới 70% so với khoản đầu tư ban đầu. Các chuyên viên địa ốc cho biết đại dịch Covid-19 đã làm tổn thương hầu hết các ngành kinh tế, khiến bất động sản được coi là nơi trú ẩn an toàn của giới kinh doanh làm giàu. Kẻ nổ súng ở nhà thờ Laguna Woods xuất phát từ lòng căm thù đối với người Đài Loan. Cảnh sát quận Cam cho biết, người đàn ông bị cáo giác đã nổ súng giết chết một người và làm 4 người khác bị thương bên trong nhà thờ của Laguna Woods vào hôm Chủ nhật, trong khi Hội đồng trưởng lão Đài Loan đang họp. David Wenwei Cho, 68 tuổi, cư dân Las Vegas, đã sống ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên sau khi từ Trung Quốc đến đây. Ông nhập tịch Hoa Kỳ, mặc dù vợ và một con trai của ông không sang Hoa Kỳ định cư. Nhân viên điều tra của Sở Cảnh sát quận Cam tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Chu khó chịu về sự căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tịch thu được ghi chú trên xe của ông Chu cho thấy ông ta căm ghét người Đài Loan. Hung thủ hôm thứ Bảy đã lái xe đến quận Cam và nhắm mục tiêu tấn công nơi tụ họp gần nhất của người Đài Loan, bắn chết bác sĩ John Chen, 32 tuổi, chuyên viên y học thể thao của Laguna Niguel. Châu đang bị giam tại quận Cam với số tiền 1 triệu Mỹ Kim tiền thế chân để được tại ngoại. Tất cả những người bị thương được cho là sống sót, 4 người bị trúng đạn trong độ tuổi từ 66 đến 92 tuổi, nạn nhân thứ 5 không bị thương. Kính thưa quý vị, bản tin cộng đồng vừa qua đã kết thúc phần tin tức chiều nay của IBC TV do sướng ngôn viên Vũ Quang Vinh và Ngô Cát Linh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả và quý vị đã theo dõi. Xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị và gia đình một buổi tối vô lượng an lạc.